ôm ấp, khóa môi kéo dài, thậm chí là có những hành động thân mật quá mức như ở chốn không người như thế này, ngay ở nơi công cộng. Những hành động thể hiện tình cảm quá mức riêng tư nhưng lại phô bày ở nơi công cộng khiến ai nhìn thấy cũng ngượng chín mặt. Vậy đâu là giới hạn khi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng? Thưa quý khán giả thấy gì từ những hình ảnh như thế này? Quá phản cảm phải không ạ? Hành vi thân thiết như chốn không người, vô tư ôm hôn, quờ quạng nhau khiến cho ai xem cũng thấy nóng mắt. Âu yếm nơi công cộng có phải là thể hiện sự yêu thương nhau? Hãy cùng theo dõi từng tình huống trong chương trình thì quý khán giả sẽ có cái nhìn toàn diện hơn. Công viên, chân cầu, quán cà phê, trà sữa, thậm chí là trong rạp chiếu phim. Đây là những không gian chung dành cho tất cả mọi người. Thế nhưng thời gian gần đây, những nơi công cộng này lại trở thành bãi đáp cho những cuộc yêu, bất chấp cái nhìn, đánh giá của những người xung quanh. Thời gian gần đây, vụ việc đôi nam nữ có cử chỉ thân mật quá mức trong rạp chiếu phim bị camera an ninh ghi lại xuất hiện trên mạng, khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Tiếp đó, một cặp đôi khác bị nhân viên quán trà sữa bắt gặp đang có hành vi thiếu đứng đắn ngay trong quán. Toàn bộ hành vi trên đã bị camera trong quán ghi lại. Bên cạnh hai trường hợp trên, thời gian qua trên mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh âu yếm nhau quá mức ở nơi công cộng. Khi thì trong quán cà phê, trà sữa vắng người, khi lại xuất hiện ở công viên, bất kể ngày hay đêm. Những hành vi trên đa phần đều bị cộng đồng lên án dữ dội. Bởi những hình ảnh trên khiến ngay cả người lớn cũng ngượng tím mặt, huống hồ là trẻ em nếu vô tình bắt gặp. Mình cũng đã từng gặp nhiều cái trường hợp như vậy rồi. Ở ngoài công viên cũng có, nhưng mà những cái góc đường khuất tối cũng có. Mấy bạn có những hành động hơi là quá lố. Đầu tiên thì mình cảm thấy rất là phản cảm, hơi phản cảm một chút xíu. Mặc dù là cái hình ảnh bây giờ nó cũng không có xa lạ, bởi vì các bạn trẻ bây giờ thì rất là bạo dạn và các bạn thể hiện rất là nhiều nơi, ở nơi công cộng cái hành động âu yếm của mình. Thì mình thấy hơi phản cảm và hơi khó chịu một chút xíu. Mỗi một con người chúng ta có một cái phiên bản nổi loạn. Họ thích thú làm cái chuyện đó nơi mà mọi người không dám làm. Họ thích thú làm chuyện đó một cách nó hồi hộp, nó căng thẳng và nó mang tính nó có một cái gì đó nó giấu giếm, nó nửa giấu nửa kín nửa hở ở một cái nơi rất là công cộng. Và họ làm được chuyện đó thì họ cảm thấy nó hào hứng thú. Những hành vi lệch lạc này phần nhiều bị cộng đồng mạng ném đá gay gắt. Dù rằng tình yêu là một điều tuyệt đẹp được ủng hộ, nhưng cách thể hiện thì cần phải được văn minh đúng chỗ thì mới có thể phát huy được mối quan hệ tình cảm đó. Phải nhớ rằng mình là người Á Đông, lối sống không gò ép nhưng cần phải chừng mực và văn hóa. Hiện nay đời sống vật chất tinh thần ngày một đi lên, con người được tự do thoải mái thể hiện tình cảm ở bất cứ đâu, đặc biệt là trong tình yêu. Chính vì thế, ở những nơi công cộng như công viên, phố đi bộ, trung tâm thương mại, hình ảnh các cặp đôi thể hiện tình cảm không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, thể hiện như thế nào, ở mức độ ra sao để không khiến người khác cảm thấy khó chịu là điều mà bất cứ ai cũng nên cân nhắc. Một cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng hay cử chỉ chăm sóc có thể là hình ảnh đẹp về tình yêu trong mắt những người xung quanh và ai cũng có quyền được thể hiện. Thế nhưng, nếu không làm chủ được cảm xúc để những hành động này đi quá xa, bất chấp tất cả, lại là điều khó lòng chấp nhận dù là trong xã hội hiện đại. Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người, đa phần là người trẻ, vẫn ngang nhiên có những hành động xấu xí như thế này ở nơi công cộng. Hàng loạt clip, ảnh chụp lén ghi lại những hành động thể hiện tình yêu một cách phản cảm tràn lan trên mạng hiện nay chính là bằng chứng cho thấy hành vi này đang có chiều hướng gia tăng một cách đáng lo ngại. Thực ra thì chúng ta cũng có thể không quá là lạ với việc mà các bạn trẻ thể hiện tình cảm nơi công cộng. Tuy nhiên gần đây thì mình có cảm giác và chúng ta cũng tự kiểm soát được rằng là cái mức độ của hành vi này nó gia tăng. Và rõ ràng là nó đã có những cái vượt khỏi cái giới hạn cho phép về mặt văn hóa lẫn về những cái quy chuẩn ứng xử nơi công cộng. Và điều này nó phản ánh một cái thực trạng gì đó là rõ ràng nhu cầu yêu của các bạn là có thật, nhu cầu thể hiện tình cảm là có thật. Nhưng có vẻ như cái việc mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống về chỉ bảo hành vi mang tính văn minh để có thể bày tỏ cái mối quan hệ của mình ở những cái nơi đông người thì có vẻ như các bạn chưa được trang bị kỹ. Và điều này nó cho phép chúng ta nhìn thấy được cả những cái hướng dẫn từ trong giáo dục gia đình lẫn những cái hướng dẫn thuộc về nhà trường và cả những cái quy chuẩn của xã hội nữa là chưa rõ ràng và chưa kịp thời. Song song đó chúng ta còn phải thừa nhận một điều là có vẻ như không gian sống dành cho những cái mối quan hệ đặc biệt có thể là nó đã không đầy đủ. Và sau đó thì đương nhiên cái nguyên nhân trực tiếp nhất đó là cái sự lựa chọn hành vi của những người trong cuộc, tức là các bạn trẻ đang yêu nhau và các bạn chọn cái nơi để thể hiện tình cảm của mình.
nó chưa phù hợp. Và như tôi đã nói, cái việc chưa phù hợp này có thể là kết quả của giáo dục gia đình, có thể là kết quả của nhận thức cá nhân của các bạn. Tuy nhiên, ở phía sau nó là biết bao nhiêu lo lắng, nhất là đối với những bậc làm cha làm mẹ đang có con em ở độ tuổi vị thành niên. Thời gian chương trình có hạn, hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai sẽ cùng tiếp tục đề cập với chủ đề này, âu yếm nơi công cộng, đâu là điểm dừng.